Xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong video ngày hôm nay thì em Triệu tiếp tục giới thiệu với quý vị những cái tác phẩm khá mốc đẹp, và đặc biệt đó chính là một tác phẩm đĩa các bạn nhá. Với cái mẫu đĩa phu thê viên mãn này, đó chính là một trong những mẫu đĩa đẹp nhất và hot nhất trong năm 2023 các bạn nhá. Đây là một tác phẩm đĩa mới mà cơ gem đã tạo tác trong năm mới 2024 này, với kích thước là đường kính 40 các bạn nhá, đường kính 40, và chiều cao tổng thể cả chân này là 51 cm, được làm chia nền gỗ gụ các bạn. Với chiếc đĩa này thì cơ gem đã khảm bằng nguyên liệu ốc, đó chính là đỏ lửa vàng chanh. Đây các bạn xem hình ảnh hai con chim công đang là đậu trên cái cây hoa mai này, nhìn cực kỳ là đẹp và rất là nổi bật đúng không ạ? Các bạn xem đây, đây chính là nguyên liệu ốc đỏ vàng chanh. Thì khi mà các bác chơi về đúng hàm ốc thì các bác cũng biết rồi, chất ốc của Singapore là một trong những cái dòng ốc đắt tiền nhất cũng như là đẹp nhất từ ngày trước đến giờ rồi. Đây các bạn xem, không phải nói nhiều, chất ốc cực kỳ bóng và sáng, các bạn xem. Và cái màu ốc đó, của nó rất là sâu màu các bạn nhá. Đây đây này, con chim công này, cái phần cánh này đều được nọng các bạn nhá, nọng hết. Đây, được tỉa tách cực kỳ là kỹ, và từng một cái nông đuôi một thì đều được cắt chắp ghép cũng như là được tỉa tách cực kỳ kỹ các bạn nhá. Chứ không phải là hàng một miếng tỉa ra, không phải các bạn, đều được chắp từng một cái nông đuôi một. Đây các bạn xem, đây cũng là cái nông đuôi nhưng mà cơ gem đã làm cách điệu, đó chính là nguyên liệu ốc xanh các bạn nhá. Ốc xanh để nó làm nổi bật lên, chứ không phải là chúng ta làm đỏ hết là đẹp, không phải đâu các bác nhá. Đây này. Đấy, một cái dạng nông đuôi. Đấy thì cơ gem sẽ làm ốc xanh, còn những cái phần chính như này thì bằng nguyên liệu ốc đỏ vàng chanh. Đây này nhỉ, cây hoa mai tượng trưng cho mùa xuân. Đấy có xem, tượng trưng cho mùa xuân này. Bên dưới này sẽ là những cái tảng núi đá bằng nguyên liệu ốc là ốc đỏ vàng chanh. Và ở hớ mọc xen kẽ vào đó chính là những cái cây hoa hồng mọc từ những cái tảng núi đá khô cằn các bạn xem. Đây những bông hoa hồng này đều được xen nọng các bạn nhá, đều xen nọng. Và cái lá này là lá ốc xanh để mà làm phân màu ra. Lá ốc xanh và bông hoa sẽ là ốc đỏ các bạn nhá. Các bạn xem. Đây bên trên ngọn này. Những cái cây hoa mai này thì những cái cánh hoa mai này đều bằng nguyên liệu ốc đỏ, và cái nhụy bằng nguyên liệu ốc xanh các bạn nhá. Thì cơ số em sẽ làm chuyên như này để làm phân tách ra những cái cánh hoa mai và cái nhụy ở giữa, nó sẽ đẹp hơn. Đây, những cái lá này bằng nguyên liệu ốc xanh này, bông hoa ốc đỏ này, đúng không ạ? Lá ốc xanh, bông hoa ốc đỏ này. Khi mà chúng ta làm như thế này thì cái màu nó sẽ có độ tương phản, và nhìn cái tác phẩm đĩa nó rất là nghệ thuật. Chứ không phải là một màu, chúng ta làm một màu vào thì không đẹp đâu nhé. Không phải đỏ hết là đẹp đâu, không phải. Ở bên dưới này thì sẽ có những cây trúc này, ấy, tượng trưng cho mùa hè đúng không ạ? Ở trên tác phẩm đĩa này thì tượng trưng cho có cả là xuân hạ thu đông nữa, tứ quý nữa. Đây các bạn xem, phu thê viên mãn tượng trưng cho hình ảnh một đôi công. Bên ngoài viền này thì cũng như những tác phẩm đĩa khác của cơ sở em, đó chính là những cái đường triện công rất là đẹp và rất là nghệ thuật. Bên dưới cái chân này sẽ được đục đốt trúc và được khảm điểm các nhá, được khảm điểm. Thì khi mà chúng ta chơi như thế này thì nó rất là nổi bật các bạn. Đây các bạn xem. Và quý vị nào mà có quan tâm đến tác phẩm đĩa này của cơ sở đồng em thì các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại là 0383639886 các bác nhá. Và các bác đừng quên ủng hộ em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh, để mỗi khi em lên video clip mới thì các bác sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và xin chào và hẹn lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.